Thật vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9. Ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với cuộc thi tuần đầu tiên của tháng 3 quý 2. Và như thường lệ, cả 4 thí sinh đều đang rất háo hức để bước vào cuộc thi này. Sau đây chúng ta sẽ chào đón họ trên sân khấu của Đường lên đỉnh Olympia. Xin mời! Thí sinh đầu tiên trong cuộc thi ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng làm quen với bạn Đậu Đức Thành đến từ trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu, Nghệ An. Xin mời quý vị tham gia. Các cô cùng với các bạn, em tên là Đậu Thành, học sinh lớp 11 từ trường học phổ thông Quỳnh Lưu 4. Em là được chương trình này để giao lưu học hỏi và cố gắng thi để cao hơn mình. Em rất mong nhận được sự cổ vũ từ tất cả các quý vị khán giả, các thầy cô và các bạn. Thí sinh thứ hai trong cuộc thi ngày hôm nay là bạn Đặng Thành Lợi đến từ trường Trung học phổ thông số 3 An Nhơn, Bình Định. Xin chào quý vị khán giả, quý thầy cô cùng quý vị đại biểu. Em tên Đặng Thành Lợi, học sinh lớp 12A1 trường Trung học phổ thông số 3 An Nhơn. Hôm nay đến với cuộc thi này với tinh thần giao lưu học hỏi, hy vọng sẽ được sự nhận được sự cổ vũ của quý vị và các bạn. Xin cảm ơn. Thí sinh thứ ba trong cuộc thi ngày hôm nay là một bạn thí sinh của thủ đô Hà Nội, bạn Đặng Quang Nhật đến trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam. Xin chào tất cả quý vị khán giả và các bạn. Anh Đặng Quang Nhật đến từ lớp 11 hóa trường Trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam. Hôm nay đến đây với mục tiêu giao lưu học hỏi và để kết bạn với tất cả mọi người. Và em rất mong nhận được sự cổ vũ của thầy cô và các bạn. Hôm nay thì chúng ta chào đón 4 chàng trai sẽ cùng tham gia leo núi và thí sinh cuối cùng là bạn nam Phạm Xuân Quyết đến trường Trung học phổ thông Vũng Tàu. Xin kính chào các ban tổ chức, quý vị trong ban cố vấn, quý thầy cô, các bạn đang có mặt trong hội trường quay S9 và đang theo dõi qua màn ảnh nhỏ. Em đây là Phạm Xuân Quyết, em đến từ lớp 10CD2 trường Trung học phổ thông Vũng Tàu, thành phố Vũng Tàu. Hôm nay rất vui khi được tham dự chương trình Đường lên đỉnh Olympia. Hy vọng rằng mọi người sẽ ủng hộ cho em và cả ba bạn chơi để chúng em thực hiện thật tốt phần thi của mình. Em xin cảm ơn. Quý vị và các bạn luôn luôn đồng hành với các thí sinh là các thầy trong ban cố vấn, những người luôn sẵn sàng giúp đỡ, sẵn sàng chỉ bảo cho các thí sinh mỗi khi họ gặp khó khăn. Và cho phép tôi xin trân trọng được giới thiệu các thầy trong ban cố vấn của quý vị ngày hôm nay. Sữa mẹ là thức ăn tốt nhất cho sự phát triển toàn diện của trẻ nhỏ. Milet là sản phẩm uy tín của công ty sữa hàng đầu châu Âu tại Đan Mạch, được đặc chế để giúp tăng cường hệ miễn dịch tối ưu cho trẻ thực hiện lại ước mơ của mình. Nén bụi và mọi ưu phiền trong công việc nội trợ hàng ngày của bạn. Máy hút bụi LG với công nghệ nén bụi bằng động cơ đầu tiên trên thế giới. LG Compressor. LG. Lúc này thì cả 4 chàng trai của chúng ta đều đã rất sẵn sàng để chinh phục đỉnh núi Olympia và chúng ta sẽ bước tới chặng đường đầu tiên. Phần thi khởi động. Và bây giờ chúng ta cùng đến với phần thi khởi động. Mỗi học sinh khởi động với 6 câu hỏi của 6 lĩnh vực: khoa học tự nhiên, khoa học xã hội, thể thao, nghệ thuật, danh nhân sự kiện, lĩnh vực khác. Học sinh trả lời trong vòng 5 giây, trả lời đúng liên tục được 10 điểm. Phần thi khởi động bắt đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu phần thi khởi động với bạn Đức Thành của trường Trung học phổ thông Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bạn Thành thân mến, bạn có ghi trong bản đăng ký của mình là sở thích của bạn là chơi game. Và bạn cũng tâm sự với chúng tôi rằng là thần tượng của bạn là Albert Einstein. Đấy.
Vậy trong những phẩm chất của Albert Einstein thì bạn ngưỡng mộ phẩm chất nào nhất? Em nguyên liệu là phẩm chất kiên trì và luôn cống hiến với khoa học ạ. Vâng, kiên trì và luôn cống hiến hết mình cho khoa học. Vậy theo bạn thì phẩm chất nào là cần thiết cho bạn trong phần thi khởi động này? Đó là luôn cố gắng hết mình. Vâng, chắc chắn là luôn cố gắng hết mình không chỉ cần thiết trong phần thi khởi động mà còn cần thiết trong tất cả các phần thi cũng như là cần thiết trong cuộc sống của chúng ta. Và sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Đức Thành. Câu hỏi thể thao. Vào ngày 21 tháng 5, trận chung kết Champions League 2008 đã diễn ra trên sân vận động Luzhniki của thủ đô. Đáp án chính là thủ đô Moscow của nước Nga. Câu hỏi khoa học tự nhiên, để chế tạo diêm an toàn người ta dùng loại phốt pho nào? Không vấn đề. Chính xác, bạn có thêm 10 điểm. Câu hỏi lĩnh vực khác. Linh vật của Paralympic Bắc Kinh 2008 là một con vật thần tháp ngộ nghĩnh mang tên Lạc Lạc. Đó là con vật gì? Con chó. Không phải là con chó mà là con trâu. Bạn chưa giành điểm. Câu hỏi nghệ thuật. Giai điệu chính trong đoạn nhạc sau được thể hiện bởi nhạc cụ gì? Phát ra từ đàn đá. Bạn có thêm 10 điểm nữa. Câu hỏi khoa học xã hội. Đoạn sông Mekong chảy qua quốc gia nào có chiều dài dài nhất trong các quốc gia nó chảy qua? Việt Nam. Đáp án chính xác và đáp án của câu hỏi này là Lào. Câu hỏi danh nhân sự kiện. Hippocrates được xem là người thầy thuốc sáng lập ra nền y học hiện đại là người nước nào? Pháp. Là người Hy Lạp. Bạn chưa giành được. Như vậy là bạn Đức Thành đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn trả lời đúng 3 câu và số điểm bạn giành được là 30 điểm. Chúc mừng. Thí sinh thứ hai tham gia vào phần thi khởi động là bạn Thành Lợi của trường Trung học phổ thông số 3 An Nhơn, Bình Định. Sở trường của bạn là luộc rau muống, hiểu tâm lý của người khác, chơi được nhiều môn thể thao. Bạn hiểu tâm lý người khác nghĩa là như nào? Ví dụ bạn nhìn mặt tôi, bạn biết tôi nghĩ gì không? Em nhìn anh người anh xong rồi bóng được ạ. Bởi vì em chỉ đoán được những chân mạch của những người bạn thân của em thôi ạ. Vâng, tức là ai chơi thân với bạn thì bạn rất hiểu đúng không? Dạ. Vâng, tôi nghĩ là ai chơi thân với tôi cũng hiểu. Ước mơ là được lên TV từ bé. Dạ. Như vậy là bây giờ ước mơ đã thành sự thật rồi. Dạ. Vậy bây giờ sau khi lên TV rồi thì bạn mơ gì nữa? Em được đi du lịch bốn phương. Bởi vậy là còn rất nhiều ước mơ mà. Vâng, chắc chắn là một trong những ước mơ đó là leo lên nhanh nhất trong số 4 bạn trong chương trình đường lên đỉnh Olympia ngày hôm nay đúng không ạ? Dạ, em mơ đầu hôm rồi ạ. Và để làm điều đó đương nhiên bạn cần phải có bước khởi đầu thật tốt và cần có một số điểm thật cao trong phần thi khởi động. Dạ. Và chúc bạn đạt được điều này. Dạ, em cảm ơn. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn. Câu hỏi thể thao. Trong quần vợt, quả bóng đầu tiên được đánh đi gọi là gì? Dao bóng. Đây chính là quả dao bóng. Bạn giành 10 điểm đầu tiên. Câu hỏi danh nhân sự kiện. Đinh Công Tráng là vị thủ lĩnh quân sự của cuộc khởi nghĩa nổi tiếng nào trong lịch sử? Ba Đồng. Đó chính là cuộc khởi nghĩa Ba Đình. Bạn giành 20 điểm nữa. Câu hỏi khoa học xã hội. Hiện tượng này được hình thành do sự dịch chuyển của các mảng nền ở đáy đại dương kèm theo hiện tượng động đất. Xoắn thẳng. Là sóng thần. Bạn ghi thêm 10 điểm nữa. Câu hỏi nghệ thuật. Đàn bầu còn có tên gọi khác là đàn gì? Đọc quyền cầm. Đọc quyền cầm là một đáp án chính xác. Bạn ghi thêm 10 điểm. Câu hỏi khoa học tự nhiên. Khi đốt cháy hoàn toàn cycloalkan mà đã thu được một số mol nước bằng số mol CO2. Số mol CO2 bằng
ta thu được số bon nước bằng số bon CO2. Xin chúc mừng bạn. Câu hỏi thuộc lĩnh vực khác. Từ ngày 1 tháng 1 năm 2008, hai thành phố Liverpool của nước Anh và Stavanger của Na Uy được mang danh hiệu thủ đô châu Âu năm 2008. Bóng đá. Bóng câu trả lời ở đây không phải là bóng đá mà là thủ đô văn hóa châu Âu năm 2008. Bạn Trường không trả lời chính xác. Như vậy là bạn Thành Lời đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn có 5 câu trả lời đúng và bạn giành 50 điểm. Xin chúc mừng. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với phần thi khởi động của bạn Quang Nhật đến trường trung học phổ thông Hà Nội Amsterdam. Bạn có một sở thích khác, đó là yêu thích các loại hình nghệ thuật của dân tộc như là chèo hay là quan họ. Bạn thích nhất tác phẩm nào? Con thích nhất là Lê Bình Vương Lễ. Bạn có hát được chèo không ạ? Không ạ. Không hát được chèo, thế còn quan họ sao? Không ạ. Vâng, không hát mà rất hay nghe những tác phẩm này đúng không? Vâng. Đây điều là một điều rất tốt, bởi vì thế hệ trẻ hiện nay cần phải quan tâm hơn nữa tới văn hóa dân tộc. Và chúc bạn có một số điểm thật cao trong phần thi đầu tiên. Sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Quang Nhật. Lĩnh vực khác, cây cacao có nguồn gốc từ châu lục nào? Châu Mỹ ạ. Bạn giành 10 điểm đầu tiên. Câu hỏi khoa học xã hội, kênh đảo Panama nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương ạ. Kênh đảo Panama nối liền Đại Tây Dương với Thái Bình Dương, bạn giành thêm 10 điểm nữa. Câu hỏi khoa học tự nhiên là tiết đồng nữ ghép vào đơn vị đo chỉ bội số thập phân bằng 10. Đề gì ạ? Đáp án của tôi là đề ca. Bạn chưa có điểm. Câu hỏi danh nhân sự kiện, định lý nghị thức, phép tính vi phân, tích phân là những công trình nghiên cứu của nhà khoa học nào? Đúng rồi ạ. Tiếng Isaac Newton, bạn giành thêm 10 điểm nữa. Câu hỏi thể thao, đội bóng nào đã giành chức vô địch Euro 2000, Anh, Pháp, Đức hay Hy Lạp? Hy Lạp ạ. Hà Pháp ạ. Bạn đã sửa đổi câu hỏi ở những giây cuối cùng. Hy Lạp đã giành chức vô địch Euro năm 2004, còn Euro 2000 là đội tuyển Pháp. Bạn giành thêm 10 điểm nữa. Câu hỏi nghệ thuật, đây là sáng tác nào của nhạc sĩ Lưu Hà An? Bạn Quang Nhật chưa đưa ra được câu trả lời và đây là tác phẩm có được yêu thích trong bài hát Việt, bài hát Con Cò. Như vậy là bạn Quang Nhật đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn trả lời đúng 4 câu và bạn thi được 40 điểm. Xin chúc mừng. Thí sinh cuối cùng sẽ bước vào phần thi khởi động là bạn Phạm Xuân Quyết của trường trung học phổ thông Vũng Tàu. Tôi rất ấn tượng với giọng nói của bạn. Đã ai nói với bạn rằng là giọng nói của bạn rất là cao, rất là trong? Hầu hết là mọi người đều nói vậy. Tại vì ở nhà cũng thường xuyên luyện giọng. Bạn luyện giọng như nào ạ? Em luyện giọng là bạc ạ. Thì em sẽ đúng như là chức danh của anh Khoe bây giờ là một MC. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đến với chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia năm thứ 9. Kính thưa quý vị và các bạn, trong các chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia chúng ta thường thấy một điều rất là rõ ràng, đó là hầu hết các thí sinh, vâng và chính xác là 4 thí sinh đều là những học sinh. Tuy nhiên thì trong chương trình này lại có một sự thay đổi, thì bởi vì là những người thực hiện chương trình như chúng tôi cũng muốn thử sức mình với các thí sinh để xem lượng kiến thức của chúng tôi trong quá trình hoạt động truyền hình có bị giảm sút hay không. Vì vậy hôm nay tôi không phải là một MC, mà chức vụ MC của tôi xin nhường lại cho anh Việt Khuê, và tôi sẽ đứng với chức vụ là một người chơi, và hy vọng mọi người sẽ ủng hộ cho tôi và cả ba bạn chơi. Xin cảm ơn. Rất tuyệt vời. Và bạn cũng ghi trong bản đăng ký của mình là bạn rất là thần tượng, rất là ngưỡng mộ các giáo sư sử học và địa lý, đặc biệt là các cố vấn của chương trình Đường Lên Đỉnh Olympia. Trong trường quay ngày hôm nay có thầy Trần Trọng Hà là cố vấn địa lý, bạn có muốn nói gì với thầy không ạ? Lời đầu tiên em xin gửi lời chào đến thầy và chúc thầy luôn mạnh khỏe. Em theo dõi chương trình này rất là lâu và thầy đã làm cố vấn cho chương trình mình trong một thời gian rất là dài.
môn địa lý là môn em rất là yêu thích. Vì vậy là em không chỉ riêng em mà em nghĩ là rất nhiều các thí sinh khác, không chỉ là những thế hệ học sinh của thầy mà luôn luôn mong muốn thầy là sẽ tiếp tục cống hiến những gì tốt đẹp nhất cho môn địa lý này. Vâng, chắc chắn là thầy Trần Hoàng Hà rất cảm động sau khi nghe những lời vừa rồi. Và tôi tin rằng thầy cũng rất mong muốn bạn có một số điểm thật cao trong phần thi khởi động. Và chúc bạn thành công trong phần thi này. Sau đây sẽ là phần thi khởi động của bạn Xuân Quyết. Câu hỏi khoa học tự nhiên. Định luật biểu diễn mối quan hệ giữa khối lượng chất thoát ra ở điện cực và điện lượng trong quá trình điện phân gọi là định luật. Mendeleev. Đây là định luật Faraday. Bạn chưa giành điểm. Câu hỏi nghệ thuật. Giải thưởng nào thường được trao trước khi diễn ra lễ trao giải Oscar dành cho những phim diễn viên dở nhất trong năm? Mâm cây vàng ạ. Bạn có 10 điểm đầu tiên. Hỏi khoa học xã hội. Nhiệt độ cao quanh năm, biên độ nhiệt trên 6 độ, lượng mưa lớn là nét đặc trưng của khí hậu nào? Nhiệt đới. Đây là nét đặc trưng của khí hậu nhiệt đới. Bạn giành thêm 10 điểm nữa. Câu hỏi thể thao. Nguyễn Thúy Hiền là vận động viên nổi tiếng của Việt Nam trong môn thể thao nào? Dạ, dù sư ạ. Chính xác, bạn có thêm 10 điểm. Câu hỏi doanh nhân sự kiện. Tại cuộc thi Olympic toán quốc tế lần thứ 49 năm 2008, đoàn Việt Nam đã giành được mấy huy chương vàng? 3 huy chương vàng. Hai huy chương vàng. Bạn chưa có điểm ở câu trả lời vừa rồi. Câu hỏi lĩnh vực khác. Trong dịch vụ chuyển phát nhanh EMS thì chữ M dùng để viết tắt cho từ tiếng Anh nào? Mail. Mail hay còn gọi là thư. Bạn dành thêm 10 điểm nữa. Như vậy là bạn Xuân Quyết đã hoàn thành xong phần thi khởi động của mình. Bạn trả lời đúng 4 câu và bạn ghi được 40 điểm. Xin chúc mừng. Quý vị và các bạn thân mến, như vậy là các thí sinh đều đã nhanh chóng hoàn thành phần thi khởi động và chúng ta cùng đến với điểm số của họ sau phần thi đầu tiên. Bạn Đức Thành giành được 30 điểm. Bạn Quang Nhật giành được 40 điểm. Bạn Xuân Quyết cũng giành được 40 điểm. Và bắt đầu đang là bạn Thành Lợi với 50 điểm. Mẹ ơi, mẹ ơi canh, mẹ thử thăm, sư hôn nhé. Dĩ nhiên rồi. Em muốn đi thăm xương ống ở đâu hay vậy? Trong đây này chị. Với thịt than và xương ống thầm trong nhiều giờ, hạt lên cửa nó mới, nở nước tinh con ngọt mật đà. Em nấu thử đi. Thật không tin được, canh này ngon thật. Cửa no ngọt canh xương ống thầm đà thịt than. Phần thi vượt chướng ngại vật bắt đầu. Quý vị và các bạn thân mến, chướng ngại vật ngày hôm nay của chúng tôi gồm có 5 chữ cái và trên màn hình lúc này đang hiện lên 8 tường ngang. Đây là 8 tường ngang tương ứng với 8 gợi ý của chướng ngại vật ngày hôm nay. Và có một cách để có thể giành được một số điểm rất cao trong phần thi này là lựa chọn ô mạo hiểm có nội dung rất gần với nội dung của chướng ngại vật. Các bạn sẽ có 5 giây. Như vậy là thời gian lựa chọn ô mạo hiểm đã hết và ô mạo hiểm sẽ không còn tồn tại ở phần thi vượt chướng ngại vật nữa. Chúng ta sẽ lật mở các tường ngang để tìm ra chướng ngại vật ngày hôm nay.
Thí sinh đầu tiên lựa chọn thường ngang là bạn Đức Thành, xin mời. Em xin lựa chọn hàng ngang số 2. Hàng ngang số 2 có 3 chữ cái, từ nào còn thiếu trong đoạn nhạc sau? Bạn Đức Thành có câu trả lời là nhớ, bạn Thành Lợi có câu trả lời là cứu, bạn Quang Nhật có câu trả lời là đàn và bạn Xuân Quyết có câu trả lời là hầm. Và đây chính là mẹ đào trống trống, là mẹ đào hầm nữa. Vâng, xin chúc mừng bạn Xuân Quyết với câu trả lời chính xác rồi, thì bạn được cộng thêm 10 điểm. Xin thứ hai lựa chọn từ ngang là bạn Thành Lợi, xin mời bạn. Em chọn hàng ngang số 1. Hàng ngang số 1 có 5 chữ cái. Các bạn đang được xem một bức ảnh. Hãy cho biết bức tường này được xây dựng bởi loại nguyên vật liệu chính nào? Bạn Đức Thành, bạn Thành Lợi và bạn Quang Nhật có câu trả lời là đá ong. Và bạn Xuân Quyết có câu trả lời là đá vôi, đó chính là đá ong. Vâng, và với việc lựa chọn tường ngang này thì bạn Thành Lợi ghi được thêm 15 điểm, bạn Đức Thành và bạn Quang Nhật với bạn thêm 10 điểm. Thí sinh tiếp theo lựa chọn tường ngang, xin mời bạn Quang Nhật. Em xin chọn hàng ngang số 3. Hàng ngang số 3 có 6 chữ cái. Đây là một loại đất hạt nhỏ, giữ nước, thường trở nên dẻo khi ngấm nước. Bạn Thành Lợi và bạn Xuân Quyết cùng đưa ra câu trả lời là đất sét. Còn bạn Quang Nhật đưa ra câu trả lời là sét. Chúng tôi đã nói rõ đây là một từ hàng ngang gồm có 6 chữ cái. Và chắc chắn sét thì không phải là đáp án rồi. Mà đáp án ở đây là đất sét. Xin chúc mừng 3 thí sinh trả lời đúng. Mỗi bạn ghi thêm 10 điểm. Người thứ tư lựa chọn từ hàng ngang là bạn Xuân Quyết, xin mời bạn. Giống như số tử của em chọn số 4 luôn. Từ ngang số 4 gồm có 9 chữ cái. Đây là một loại bình có dạng bất kỳ, nối với nhau ở phần dưới. Nếu chứa cùng một chất lỏng thì mặt thoáng ở các ống có cùng một độ cao. Anh, bạn Thành Lợi và bạn Quân Nhật đều đưa ra đáp án là thông nhau, còn bạn Xuân Quyết chưa đưa ra được câu trả lời. Đáp án của chúng tôi ở câu hỏi này là bình thông nhau. Xin chúc mừng các bạn, cả ba bạn trả lời đúng, mỗi người ghi thêm được 10 điểm. Như vậy là chúng ta đã lật mở được 4 từ hàng ngang. Và sau đây chúng ta sẽ đến với hàng ngang tiếp theo. Xin mời bạn Xuân Quyết. Em chọn hàng ngang số 7 ạ. Hàng ngang số 7 có 8 chữ cái. Trong môn thể thao vua, nhiệm vụ chủ yếu của hậu vệ là gì? Bạn Đức Thành chưa đưa ra được đáp án, bạn Thành Lợi có câu trả lời là ngăn cản, bạn Quang Nhật có câu trả lời là phá bóng và bạn Xuân Quyết có câu trả lời là phòng thủ. Và đáp án chính xác là phòng thủ. Xin chúc mừng bạn Xuân Quyết. Với câu trả lời đúng được rồi thì bạn ghi được thêm 15 điểm. Người lựa chọn từ ngang tiếp theo là bạn Quang Nhật. Xin mời bạn. Em chọn hàng ngang số 8 ạ. Hàng ngang số 8 có 7 chữ cái. Đền tưởng niệm liệt sĩ là một công trình lịch sử văn hóa của thành phố Hồ Chí Minh để tưởng nhớ công ơn của các anh hùng liệt sĩ trong dấu ba chấm là gì? Bạn Đức Thành có câu trả lời là Tổ quốc. Bạn
Thành Lợi chưa viết đúng chính tả. Bạn Quang Nhật có câu trả lời là Trường Sơn và bạn Xuân Quyết có câu trả lời là Kim Đồng. Câu hỏi của chúng tôi là từ này gồm có 7 chữ cái và trong các chữ đó trên thì chỉ có từ Kim Đồng là có 7 chữ cái thôi. Tuy nhiên đây lại không phải là đáp án của câu hỏi này và từ hàng ngang này chưa được lật mở. Người lựa chọn từ hàng ngang tiếp theo là bạn Thành Lợi, xin mời bạn. Dạ, em chọn hàng ngang thứ 6. Hàng ngang số 6 có 12 chữ cái. Theo pháp lệnh bảo vệ và sử dụng, đây là tài sản vô giá trong kho tàng di sản lâu đời của dân tộc Việt Nam, được nhà nước bảo vệ. Đưa ra câu trả lời là di tích lịch sử. Bạn Xuân Quyết có câu trả lời là Trống Đồng và bạn Đức Thành cũng như là bạn Thành Lợi chưa đưa ra được đáp án. Và lúc này thì tôi đã nhận được tín hiệu trả lời cho nhân vật của bạn Quang Nhật. Và xin mời bạn Quang Nhật ạ. Em nghĩ từ chìa khóa đây là Thành ạ. Vâng, bạn mong muốn thế nào để ra dữ kiện là Thành ạ? Em nghĩ là Thành là để phòng thủ ạ. Và nó có thể làm từ đá hoặc đất sét và làm một di tích lịch sử ạ. Vâng, thế còn hầm thì sao? Em nghĩ là trong thành chắc phải có hầm để chứa ạ. Tôi xin nói với bạn rằng những mong muốn của bạn, những gì mà bạn đã suy luận để tìm ra đáp án là Thành là chưa chính xác. Trước khi đến với từ hàng ngang tiếp theo thì tôi cũng muốn công bố số điểm của các bạn ở từ hàng ngang vừa rồi. Đáp án của chúng tôi trong câu hỏi vừa rồi chính là di tích lịch sử. Bạn Quang Nhật giành thêm 10 điểm với câu trả lời chính xác vừa rồi. Như vậy là chúng ta chỉ còn lại một từ hàng ngang duy nhất nữa thôi. Từ hàng ngang số 5 có 14 chữ cái. Đây là con đường xuyên Việt thứ hai sau quốc lộ 1, được bắt đầu xây dựng vào năm 2000. Bạn Đức Thành có câu trả lời là Hồ Chí Minh. Bạn Thành Lợi có câu trả lời là Trường Sơn và bạn Xuân Quyết có câu trả lời là đường Hồ Chí Minh. Đáp án đường Hồ Chí Minh có 14 chữ cái. Xin chúc mừng bạn Xuân Quyết, bạn giành thêm 10 điểm. Tôi đã nhận được tín hiệu trả lời chữ nhân vật của bạn Xuân Quyết. Câu trả lời của em là Cà Mau. Không phải là Cà Mau, rất tiếc, bạn trả lời chưa chính xác. Như vậy là lúc này chúng ta đã hết lượt chọn hàng ngang rồi. Giờ đây cơ hội chỉ còn dành cho bạn Đức Thành và bạn Thành Lợi nữa thôi. Như vậy là các bạn đã không đưa ra tín hiệu trả lời chướng ngại vật. Và sau đây chương trình xin đưa ra gợi ý cuối cùng. Nhưng tôi đã nói ở đầu, đây là một từ gồm có 5 chữ cái. Và đây là một địa danh ở thành phố Hồ Chí Minh rất nổi tiếng. Đó là gợi ý cuối cùng của chúng tôi. Tôi đã nhận được tín hiệu từ bạn Đức Thành ạ. Từ chìa khóa là Củ Chi ạ. Vậy bạn có thể giải thích suy luận của mình không ạ? Vâng, là anh Củ Chi tôi có các thanh thánh nhau ạ. Và mình làm một giới tích lịch sử ạ. Chân dân địa phong thủ ạ. Cùng xây băng đá ạ. Vâng, và hai thí sinh là bạn Quang Nhật và bạn Xuân Quyết đều đã trả lời sai chướng ngại vật ngày hôm nay. Và bây giờ đến lượt bạn Đức Thành. Quá tạm ba bận, bạn đã trả lời chính xác. Đáp án của tôi ở câu hỏi này chính là Củ Chi và bạn Đức Thành giành được thêm 20 điểm. Như vậy là 8 thưởng ngang đều đã được lật mở. Và chướng ngại vật ngày hôm nay của chúng ta chính là địa đạo Củ Chi. Đây là một hệ thống phòng thủ trong lòng đất ở huyện Củ Chi, được đào trên một cú đất sét pha đá ong, nằm ở điểm cuối đường mòn Hồ Chí Minh. Và ngày nay thì địa đạo Củ Chi còn khoảng 120 km đã trở thành một địa điểm du lịch rất hấp dẫn cho các du khách đến thăm thành phố Hồ Chí Minh. Nếu một dịp nào đó các bạn có cơ hội thì các bạn hãy đến thăm địa đạo Củ Chi để có thể hồi tưởng lại những ký ức hào hùng của dân tộc Việt Nam. Và một lần nữa xin chúc mừng bạn Đức Thành với câu trả lời chính xác vừa rồi. Vậy là chướng ngại vật ngày hôm nay đã được tìm ra và chúng ta cùng xem các thí sinh đã giành được bao nhiêu điểm tính đến thời điểm này. Bạn Quang Nhật giành được 70 điểm. Bạn Đức Thành có 80 điểm. Bạn Thành Lợi giành được 85 điểm. Và bạn Xuân Quyết cũng đang có 85 điểm. Xin chúc mừng các bạn. Trước đây căn phòng của tôi rất chật chội. Tôi đang nghĩ đến một chiếc tivi nhỏ hơn, thành chiếc giường nhỏ hơn. Tivi Ultra Slim siêu mỏng của LG. Tất
tiết kiệm năng dùng trong không gian, làm căn phòng rộng hơn rất nhiều. Cuộc sống trở nên tuyệt vời hơn. Mới TV LG Ultra Slim. Ôi, phòng rộng quá. Mua cho mẹ một chiếc nhé. LG, life's good. Nhanh thứ tư được 10 điểm. Phần thi tăng tốc bắt đầu. Các bạn thân mến, trước mắt các bạn là 4 câu hỏi, 4 cơ hội để các bạn có thể giành được những số điểm thật cao. Và trong phần thi này thì nếu thí sinh nào đó trả lời đúng và nhanh nhất trong cả 4 câu hỏi thì sẽ giành được 160 điểm. Và chúc cả 4 thí sinh đều thành công với phần thi này. Nhưng trước khi bước vào câu hỏi đầu tiên thì tôi xin nhắc lại với các bạn rằng các bạn cần phải gõ tiếng Việt có dấu nếu câu hỏi bằng tiếng Việt, và gõ đúng chính tả tiếng Anh nếu câu hỏi là tiếng Anh. Và sau đây chúng ta sẽ đến với câu hỏi đầu tiên của phần thi tăng tốc. Đây là cây gì? Có câu trả lời là bàng, đó cũng là câu trả lời của bạn Xuân Quyết. Bạn Quang Nhật có câu trả lời là đào, và bạn Đức Thành có câu trả lời là bạch dương, và đây chính là cây bàng. Xin chúc mừng bạn Thành Lời ở 22 giây 07, bạn ghi được 40 điểm. Bạn Xuân Quyết ghi được 30 điểm. Sau đây là câu hỏi thứ hai của các bạn ở phần thi tăng tốc. Đây là một câu hỏi tiếng Anh. Bạn Xuân Quyết có câu trả lời là Cam. Bạn Thành Lợi có câu trả lời là Cốt. Còn bạn Quang Nhật thì đưa ra đáp án. Và 5 giờ 98, bạn Đức Thành đã đưa ra câu trả lời là Cam. Có thể giải thích trong câu hỏi của người này là hỏi là khi đi cắm cả thì cần mang theo nhìn gì thì để là mang theo máy ảnh và các cơ ăn thì cái gì đó để chuyển đưa cho nặng dân người là lưu. Và đáp án của tôi chính là Cam, hay còn gọi là Lơ. Và chúc mừng bạn Đức Thành đã có câu trả lời chính xác. Bạn ghi được 40 điểm. Chúng ta sẽ đến với câu hỏi tiếp theo của phần thi tăng tốc. Lúc này các bạn đang quan sát thấy các hình A, B, C, D, E và F. Các bạn hãy chọn hình chính xác nhất để điền vào dấu hỏi chấm.
sinh đều đưa ra câu trả lời là A, và đó chính là hình A. Và xin chúc mừng cả bốn thí sinh đã trả lời đúng. Ở 0-13, bạn Xuân Quyết ghi được 40 điểm, bạn Thành Lợi ghi được 30 điểm, bạn Quang Nhật ghi được 20 điểm và bạn Đức Thành ghi được 10 điểm. Sau đây sẽ là câu hỏi cuối cùng của các bạn ở phần thi tăng tốc. Đây là con gì? Xuân Quyết, bạn Thành Lợi và bạn Đức Thành đưa ra câu trả lời là gấu. Còn bạn Quang Nhật đưa ra câu trả lời là tuần lộc. Ở đoạn băng nói trên thì hình ảnh cuối cùng chính là hình ảnh của một con gấu. Và gấu là đáp án chính xác của câu hỏi này. Với câu trả lời chính xác và nhanh nhất ở 9-72, bạn Xuân Quyết ghi được 40 điểm, bạn Thành Lợi ghi được 30 điểm và bạn Đức Thành ghi được 20 điểm. Như vậy là các thí sinh của chúng ta đều đã tăng tốc trong cuộc thi ngày hôm nay. Và sau đây chúng ta sẽ nhìn lại số điểm của họ. Bạn Quang Nhật giành được 90 điểm, bạn Đức Thành giành 150 điểm, bạn Thành Lợi đang có 185 điểm và bắt đầu đang là bạn Xuân Quyết với 195 điểm. Và sau đây chúng ta sẽ đến với phần thi thử sức cùng khán giả. Trong mỗi chương trình, một câu hỏi của khán giả truyền hình sẽ được lựa chọn để hỏi bốn học sinh tham dự chương trình. Bốn học sinh sẽ bàn nhau trong vòng 1 phút để đưa ra một câu trả lời duy nhất. Nếu bốn học sinh trả lời đúng, phần thưởng sẽ thuộc về bốn học sinh. Nếu bốn học sinh trả lời sai, phần thưởng sẽ thuộc về khán giả. Ở phần thi này thì các bạn sẽ có cơ hội nhận được mỗi người một chiếc điện thoại di động LG của nhà tài trợ nếu trả lời đúng câu hỏi của khán giả mà chúng tôi đã lựa chọn sau đây. Và xin mời các bạn đứng lên phía trước để thực hiện phần thi này. Lại một lần nữa tôi nghe cái tiếng yeah trong phần thi thử sức cùng khán giả. Và chúc các bạn sẽ có được câu trả lời chính xác ở phần thi này. Sau đây sẽ là câu hỏi của cô giáo Lê Thị Hợi, trường tiểu học Đại Yên, đội Cấn, Hà Nội. Câu hỏi như sau: bạn có một cuốn sách, chẳng may em bé của bạn nghịch ngợm đem xé mất các trang 4, 5, 24, 25, 47 và 48. Vậy cuốn sách của bạn bị xé mất mấy tờ? Thời gian bắt đầu. Và sau đây xin mời các bạn đưa ra đáp án. Ngày bỏ ngon ra xin trả lời đáp án là 3 tờ. Theo lý do của đội em đó là mỗi tờ sẽ có 2 trang. Thì 4-5 là 1 tờ, 2-3-4 là 1 tờ và 4-7-4-8 là 1 tờ. Vâng, nếu các bạn để ý kỹ thì các bạn sẽ thấy là trong một quyển sách thì bên tay trái sẽ là trang chẵn và bên tay phải sẽ là trang lẻ. 4-5 là 2 tờ khác nhau, 24-25 là 2 tờ khác nhau, còn 47-48 là cùng 1 tờ. Như vậy ở đây đáp án phải là 5 tờ chứ không phải là 3 tờ như các bạn đã nghĩ. Như vậy là chiếc điện thoại di động đã thuộc về cô giáo Lê Thị Hợi, trường tiểu học Đại Yên, đội Cấn, Hà Nội. Xin cảm ơn cô và mong quý vị khán giả sẽ tiếp tục gửi các câu hỏi đến cho chúng tôi. Và sau đây xin mời các bạn trở về vị trí. Trước mắt chúng ta chỉ còn một phần thi duy nhất nữa thôi. Phần thi sẽ xác định xem ai là người đoạt vòng nguyệt quế trong cuộc thi ngày hôm nay. Phần thi về đích. Điểm 40, 60, 80 điểm với thời gian suy nghĩ tương ứng là 10, 15 và 20 giây.
Mỗi học sinh có một lượt lựa chọn gói câu hỏi của mình. Học sinh nếu trả lời đúng ghi được điểm của câu hỏi đó. Nếu trả lời sai thì một trong ba học sinh còn lại sẽ giành quyền trả lời bằng cách bấm nút nhanh. Trả lời đúng giành được điểm, trả lời sai thì học sinh bấm nút sẽ bị trừ đi nửa số điểm của câu hỏi đó. Mỗi học sinh được đặt ngôi sao hy vọng một lần. Trả lời đúng câu hỏi có ngôi sao hy vọng được gấp đôi số điểm của câu hỏi đó. Trả lời sai sẽ bị trừ đi số điểm của câu hỏi. Phần thi về đích bắt đầu. Phương đầu tiên sẽ bước vào phần thi về đích là bạn Đức Thành. Cho tôi hỏi là trong khi ở nhà bạn theo dõi đường lên đỉnh Olympia thì bạn có xem kỹ phần thi về đích không? Có ạ. Và khi mà bạn quan sát những thí sinh đã thi trong các kỳ thi trước rồi thực hiện phần thi về đích thì bạn có rút ra được điều gì đó không? Cần phải bình tĩnh hơn và trả lời một cách chuẩn xác hơn. Tôi thấy có thêm một kinh nghiệm như này là các bạn cần phải có một chiến thuật chọn gói câu hỏi hợp lý. Lúc nào nên chọn 40 điểm, lúc nào nên chọn 60 điểm, 80 điểm và nên đặt ngôi sao hy vọng vào câu nào. Và tôi hy vọng rằng bạn cũng có một chiến thuật hợp lý như vậy. Nhưng quan trọng hơn là bạn cần phải trả lời chính xác các câu hỏi của chúng tôi. Sau đây xin mời bạn đi lên phía trước. Bạn Đức Thành đang có 150 điểm và đang kém người dẫn đầu là bạn Xuân Quyết 45 điểm. Trước mắt bạn Đức Thành đang là chọn 3 gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Okay. Chúng ta có 60 điểm. Này có 60 điểm. Bạn chọn gói 60 điểm. Câu đầu tiên của bạn là một câu 10 điểm. Hai phương trình được gọi là tương đương khi nào? Có tương tập điểm. Hai phương trình được gọi là tương đương khi chúng có cùng một tập hợp nghiệm. Bạn có câu trả lời chính xác, xin chúc mừng. Câu hỏi 10 điểm tiếp theo. Nguyễn Bính đã nhắc đến hội chèo nào trong những câu thơ bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy, hội chèo đi qua ngõ mẹ bảo thôn đoài hát tối nay. Dành cho ba thí sinh còn lại. Xin mời bạn quan nhận ạ. Em nghĩ ở đây đáp án là hội chèo lãng mạn ạ. Như vậy là câu thơ theo bạn nghĩ là bữa ấy mưa xuân phơi phới bay, hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy, hội chèo làng đặc đi qua ngõ mẹ bảo thôn đoài hát tối nay. Hoàn toàn chính xác, xin chúc mừng. Như vậy là bạn Quang Nhật đã ghi thêm được 10 điểm và số điểm này được chuyển qua từ số điểm của bạn Đức Thành. Câu hỏi tiếp theo của bạn Đức Thành là câu 20 điểm. Nếu điện trở mạch ngoài rất nhỏ, không đáng kể, cường độ dòng điện rất lớn và chỉ phụ thuộc vào suất điện động và điện trở trong của chính nguồn điện, ta có hiện tượng gì? Bật mạch. Cơ hội nhân chuông dành cho ba thí sinh còn lại. Mời bạn Thành Lợi ạ. Đó là hiện tượng đoán mạch. Chính là hiện tượng đoán mạch. Xin chúc mừng bạn Thành Lợi. Với câu trả lời chính xác thì bạn Thành Lợi được cộng thêm 20 điểm và số điểm này được chuyển qua từ số điểm của bạn Đức Thành. Bạn Đức Thành thân mến, bạn còn một câu hỏi 20 điểm ở phía trước và một ngôi sao hy vọng. Bạn có chọn ngôi sao hy vọng không? Anh có chọn ngôi sao hy vọng. Câu hỏi 20 điểm với ngôi sao hy vọng. Trong chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954, quân đội ta đã cô lập hai sân bay quan trọng nào của Pháp được dùng để nhận vũ khí và đồ tiếp tế? Và cơ hội dành cho ba thí sinh còn lại. Em nghĩ ở đây là hai sân bay là Hồng Cúm và Mường Thanh ạ. Chính là Hồng Cúm và Mường Thanh, xin chúc mừng. Với câu trả lời chính xác vừa rồi thì bạn Quang Nhật đã được cộng thêm 20 điểm. Và với việc lựa chọn câu sao hy vọng mà không trả lời được câu hỏi vừa rồi thì bạn Đức Thành bị trừ đi 20 điểm. Như vậy là bạn Đức Thành đã hoàn thành xong gói câu hỏi ở phần thi về đích của mình. Bạn đã có 110 điểm, xin mời bạn trở về vị trí của mình. Thứ hai sẽ bước vào phần thi về đích là bạn Thành Lợi. Hiện tại bạn đang có số điểm cao nhất là 205 điểm. Bạn cho rằng là các thí sinh còn lại sẽ có nhiều cơ hội để có thể vượt qua bạn không? Dạ, tất nhiên là có. Nếu như các bạn có chiến thuật hợp lý và nhằm cho các bạn gặp may mắn.
Vâng, tôi nghĩ là may mắn là một yếu tố cũng quan trọng trong phần thi này, nhưng quan trọng hơn vẫn là kiến thức của bản thân bạn. Yeah. Và hy vọng rằng kiến thức sẽ mang đến cho bạn số điểm cao trong phần thi này. Xin mời bạn lên phía trước. Bạn Thành Người đang dẫn đầu với 205 điểm, và trước mắt bạn đang là ba gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Bạn hãy quyết định sự lựa chọn của mình. Em xin chọn gói câu hỏi 40 điểm. Gói câu hỏi 40 điểm. Gói 40 điểm của bạn gồm 4 câu 10 điểm. Câu đầu tiên: vì sao ở xứ lạnh người ta không dùng nhiệt kế thủy ngân mà dùng nhiệt kế rượu? Bởi vì thủy ngân sẽ khó cứng lại, còn rượu thì không. Câu hỏi nhân chương dành cho 3 thí sinh còn lại. Anh trai là do ở nhiệt độ thấp thì rượu chưa đông thành thủy ngân ạ. Tức là theo bạn cái nhiệt độ đông đặc của rượu là thấp hơn thủy ngân đúng không? Vâng. Nhiệt độ đông đặc của rượu là -114°C, còn thủy ngân là -39°C. Bạn đã có một câu trả lời chính xác, xin chúc mừng. Như vậy là với câu trả lời chính xác vừa rồi thì bạn Quang Nhật được cộng thêm 10 điểm và số điểm đó được chuyển qua từ số điểm của bạn Thành Lợi. Câu hỏi thứ hai của bạn Thành Lợi: trụ sở chính của Liên Hiệp Quốc nằm ở thành phố nào? Nhân chương dành cho 3 thí sinh còn lại. Tôi đã nhận được tín hiệu của bạn Quang Nhật. Em nghĩ là trụ sở của Liên Hợp Quốc sẽ nằm ở thành phố New York ạ. Trụ sở của Liên Hợp Quốc không nằm tại Chicago mà nằm tại New York. Xin chúc mừng bạn Quang Nhật. Bạn Quang Nhật được cộng thêm 10 điểm và số điểm đó được chuyển qua từ số điểm của bạn Thành Lợi. Câu hỏi thứ ba của bạn ở phần quyết định: đội quân tóc dài xuất hiện trong cao trào cách mạng nào vào năm 1960? Phong trào đồng khởi. Sau 2 câu hỏi đầu tiên thì bạn đang tụt xuống vị trí thứ 2, nhưng sau khi câu hỏi này thì bạn trở lại được 1 trong 2 vị trí đầu tiên, bằng điểm với bạn Xuân Tuyết. Xin chúc mừng bạn Xuân Tuyết. Bạn Lợi đã có thêm được 10 điểm. Số điểm của bạn hiện tại là 195 điểm, và bạn còn một câu hỏi cuối cùng là một ngôi sao hy vọng. Bạn có chọn không ạ? Không. Bạn hãy lắng nghe câu hỏi. Cách một ngày lại lên cơn sốt, ban đầu là rét run, sau đó là sốt cao kéo dài, cuối cùng là ra mồ hôi và hạ sốt, là những triệu chứng của bệnh gì? Sốt rét. Rất chính xác, xin chúc mừng. Và đáp án chính xác vừa rồi thì bạn Thành Lợi được cộng thêm 10 điểm nữa. Bạn Thành Lợi thân mến, bạn đã kết thúc gói câu hỏi trong phần thi verdict của mình. Số điểm của bạn hiện tại là 205 điểm. Xin chúc mừng bạn và mời bạn trở về vị trí. Thí sinh thứ 3 sẽ bước vào phần thi verdict là bạn Quang Nhật. Xin mời bạn bước lên phía trước để thực hiện phần thi verdict của mình. Bạn Quang Nhật đang có 140 điểm. Và đang kém người dẫn đầu là bạn Thành Lợi 65 điểm. Trước mặt bạn Quang Nhật lúc này đang là sự chọn 3 gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Em chọn gói câu hỏi 60 điểm ạ. Bạn chọn gói 60 điểm. Câu hỏi đầu tiên của bạn là một câu 10 điểm. Điện Kremlin, công trình kiến trúc nổi tiếng thế giới nằm tại quốc gia nào? Nga. Nằm tại Nga. Bạn có thêm 10 điểm nữa, xin chúc mừng. Câu hỏi thứ hai là một câu 10 điểm. Thành phần chính của vỏ trứng là hợp chất hóa học nào? Canxi carbonat ạ. CaCO3. Tôi biết là bạn có biệt danh là Trứng đúng không? Vâng, thì chắc chắn là bạn phải biết là vỏ trứng là cấu tạo như nào đúng không? Và đó chính là CaCO3, xin chúc mừng bạn. Câu hỏi tiếp theo của bạn Quang Nhật, câu hỏi 20 điểm. Hiện tại là nguyên khí quốc gia, nguyên khí mạnh thì thấy nước mạnh, nguyên khí suy thì thấy nước hèn và càng xuống thấp. Đây là câu nói được ghi ở địa điểm nào? Ở biên tiến sĩ Tạ Văn Hiếu ạ. Xin chúc mừng. Tôi xin phân tích tình hình của bạn Quang Nhật như thế này. Bạn đã có 180 điểm.
và kém người dẫn đầu là 25 điểm. Bạn còn một câu hỏi nữa là câu 20 điểm và một ngôi sao hy vọng. Bạn có chọn ngôi sao hy vọng không? Em sẽ chọn ngôi sao hy vọng ạ. Bạn chọn ngôi sao hy vọng. Ngôi sao hy vọng với câu 20 điểm. Ngay sau khi ra đời 22 tháng 12 năm 1944, đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã đánh thắng 2 trận Phay Khắt và Nà Ngần trên địa bàn tỉnh nào? Tỉnh Bắc Cạn ạ. Đây là câu ngôi sao hy vọng, nếu đúng sai bạn bị trừ điểm. Và bạn vẫn còn thời gian rồi ạ. Tỉnh Bắc Cạn ạ. Đây là một câu hỏi mà nếu trả lời đúng thì bạn Quang Nhật sẽ vươn lên tạm thời chiếm giữ vị trí cao nhất về số điểm. Nhưng rất tiếc điều này đã không xảy ra. Và cơ hội dành cho ba thí sinh còn lại. Xin mời bạn Đức Thành. Anh là Lạng Sơn ạ. Là Lạng Sơn. Đó. Đáp án chính xác của câu hỏi này là Cao Bằng. Như vậy là bạn Đức Thành đã bị trừ đi 10 điểm, nửa số điểm của câu hỏi nói trên. Bạn Quang Nhật trong câu hỏi vừa rồi bạn đã chọn ngôi sao hy vọng và không trả lời được. Do đó bạn bị trừ đi 20 điểm số điểm của câu hỏi vừa rồi. Như vậy là bạn Quang Nhật đã kết thúc gói câu hỏi 60 điểm ở phần thi về đích của mình. Số điểm hiện có của bạn là 160 điểm. Xin mời bạn trở về. Thưa quý vị và các bạn, thí sinh cuối cùng sẽ bước vào phần thi về đích ngày hôm nay là bạn Phạm Xuân Quyết đến trường trung học phổ thông Vũng Tàu. Bên cạnh tôi đây đang là người bố thân yêu của bạn Xuân Quyết. Vâng, chú có thể giới thiệu về bản thân không ạ? Thưa quý vị khán giả, tôi là Phạm Văn Thắng, là bố của cháu Phạm Xuân Quyết. Nay ra đây thì rất là vui mừng cháu lên đây để dự cái đường lên đỉnh Olympia năm thứ 9. Và cũng chỉ khuyên cháu một câu, đây là một cái sân chơi rất bổ ích. Con hãy bình tĩnh tự tin để trả lời những câu hỏi của anh Việt Quy đưa ra. Tôi hy vọng bạn cũng sẽ giành một số điểm cũng rất cao ở phần thi về đích của mình. Xin mời bạn tiến lên phía trước. Bạn Xuân Quyết thân mến, bạn đang có 195 điểm và kém người dẫn đầu là bạn Thành Lợi 10 điểm. Bạn có sự lựa chọn 3 gói câu hỏi 40 điểm, 60 điểm và 80 điểm. Bạn hãy đưa ra sự lựa chọn của mình. Dạ, 40 điểm ạ. Bạn chọn gói 40 điểm. Một quyết định rất là chắc chắn. Nơi nào sau đây không thuộc Vương quốc Liên hiệp Anh, Bắc Ireland, Anh, Ireland, Scotland hay xứ Wales? Ireland. Bạn đưa ra câu trả lời là Ireland. Và đây là đáp án chính xác của chúng ta. Câu hỏi thứ hai trong gói 40 điểm. Polyvinyl chlorua hay còn gọi là PVC điều chế từ vinyl chlorua bằng phản ứng nào? Bằng tất cả. Phản ứng cộng phốt pho không phải là đáp án của câu hỏi này. Câu nhấn chuông dành cho ba thí sinh còn lại. Xin mời bạn Đức Thành. Đây là phản ứng trung hợp ạ. Phản ứng trung hợp. Bạn đang có 100 điểm và bạn nâng số điểm của mình lên 110 điểm. Xin chúc mừng, đó chính là phản ứng trung hợp. Và số điểm vừa rồi được lấy từ số điểm của bạn Xuân Quyết. Câu thứ ba của bạn như sau. Loài giống nào là loài thú duy nhất có lông ở lòng bàn chân? Gấu Bắc Cực ạ. Gấu Bắc Cực. Bạn trả lời rất rõ ràng là gấu Bắc Cực. Là gấu Bắc Cực chính là đáp án của câu hỏi này. Xin chúc mừng. Một chút các bạn là câu hỏi cuối cùng. Năm 1946, máy tính điện tử đầu tiên ra đời tại quốc gia nào? Hoa Kỳ. Hoa Kỳ. Lúc này thì bạn Xuân Quyết đang cùng dẫn đầu, đang bằng điểm với bạn Thành Lợi. Và nếu bạn trả lời đúng thì đương nhiên bạn trở thành thí sinh có số điểm cao nhất trong cuộc thi ngày hôm nay. Nhưng nếu bạn trả lời sai mà một trong các thí sinh còn lại bấm chuông và trả lời đúng thì bạn sẽ không thể về nhất được. Và tôi muốn nói với bạn rằng bạn đã trở thành thí sinh cao điểm nhất. Xin chúc mừng. Như vậy là bạn Xuân Quyết đã hoàn thành xong gói câu hỏi ở phần thi về đích của mình. Số điểm của bạn lúc này là 215 điểm. Xin chúc mừng. Vậy là cả 4 thí sinh của chúng ta đều đã hoàn thành xong phần thi về đích. Và lúc này là lúc chúng ta nhìn lại số điểm của họ sau cuộc thi ngày hôm nay. Bạn Đức Thành giành được 110 điểm. Bạn Thành Lợi giành được 205 điểm.
và Quang Nhật giành được 160 điểm. Và bạn Xuân Thiết giành được 215 điểm. Như vậy là thí sinh đoạt vòng nguyệt quế ngày hôm nay là bạn Phạm Xuân Quyết đến trường Trung học phổ thông Vũng Tàu. Xin chúc bạn. Xin mời bạn Xuân Quyết bước lên phía trước để nhận vòng nguyệt quế và phần thưởng của chương trình. Xin mời cả ba thí sinh còn lại chúng ta cùng bước lên để nhận các phần thưởng. Chúng tôi xin trân trọng kính mời thí sinh Vũ Quốc Trung với bốn môn khoa học của chương trình lên trao vòng nguyệt quế cho thí sinh đạt giải nhất và các phần thưởng cho các thí sinh. Và các bạn thân mến, như vậy là chúng ta đã tìm được thí sinh giành giải nhất trong cuộc thi ngày hôm nay chỉ trong những giờ phút cuối cùng. Sự kịch tính hấp dẫn đó chính là điểm đáng chú ý của cuộc thi đường lên đỉnh Olympia, và chúng ta cùng chờ đợi những cuộc thi tài hấp dẫn nữa ở phía trước. Còn bây giờ chúng tôi xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn dành cho chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại vào 10 giờ sáng chủ nhật tuần sau. Bây giờ em cũng hơi buồn một tí, nhưng tham gia em đã cứ hết sức và em hài lòng với tất cả mọi người. Em hy vọng em sẽ là người cho tôi đến nghỉ cân nhé. Nếu em không có cơ điều kiện mấy ngày này, nhưng ra đài em xin dưới bó hoa này đã cùng mời em. Em chúc em tiếp và bắt lợi vào đồng tâm thì em sẽ cố gắng để đạt được cái tàu. Em hứa tất cả mọi người. Em là một học sinh lớp 11 chuyên tin trường phổ thông cơ giới quốc gia thành phố Hồ Chí Minh. Em là một học sinh lớp 11 âm nhạc trường phổ thông kỹ thuật Bình Minh. Em là đại thành viên phong đến từ lớp 12 lý chuyên nguyễn hữu khiêm quảng nam. Em là các học sinh đến từ lớp 11 âm nhạc trường phổ thông mỹ thuật thủy nguyên hải phòng.